Xin chào tất cả các khách hàng và đại lý AMI Việt Nam. Tôi tên là Trạc Thành Công, là CEO của AMI Việt Nam. Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một chủ đề rất là hay. Đó chính là 5 cái yếu tố để chúng ta lựa chọn những công ty kinh doanh mỹ phẩm để hợp tác cũng như sử dụng sản phẩm. Yếu tố số 3 để chúng ta lựa chọn một công ty hợp tác phát triển kinh doanh lâu dài, đó chính là chúng ta tìm hiểu xem công ty đó đang được vận hành theo mô hình nào. Đối với thị trường kinh doanh online nói chung và đặc biệt là thị trường kinh doanh mỹ phẩm online theo một hệ thống nói riêng thì sẽ có 2 cái mô hình kinh doanh chính đang được vận hành. Thứ nhất đó chính là mô hình ôm hàng, và thứ hai đó chính là mô hình tiêu dùng. Và tôi sẽ chia sẻ các bạn biết cách để chúng ta phân biệt đâu là mô hình ôm hàng và đâu là mô hình tiêu dùng. Ở mô hình ôm hàng có những dấu hiệu như sau. Thứ nhất là đầu tư với số vốn cực lớn, có thể là vài trăm triệu đến vài tỷ. Và với số vốn lớn như vậy thì rất khó để chúng ta quay vòng vốn cũng như để những người tham gia kinh doanh có thể tham gia được nhiều hơn. Thứ hai, đó chính là cái số lượng hàng hóa hàng tháng phải nhập để mà chúng ta được thưởng ấy, nó rất lớn, cũng có thể là vài trăm triệu đến vài tỷ. Nhập hàng càng nhiều đấy thì mới được thưởng càng nhiều đấy. Và cái dấu hiệu số 3 đó chính là cái việc mà chênh lệch giữa các tầng đại lý về lợi nhuận rất thấp, có thể chỉ 5.000 đến 7.000 và 10.000 một sản phẩm. Chênh lệch ít như vậy bởi vì nguyên nhân ở dấu hiệu số 4 sau đây, đó chính là trong mô hình ôm hàng, các công ty họ phân ra rất nhiều các tầng đại lý khác nhau. Có những công ty là 10, 15, thậm chí 20, 25 cấp đại lý khác nhau. Và điều đó dẫn đến là hàng hóa sẽ chỉ chảy trong hệ thống mà không đi ra ngoài thị trường, cực kỳ nguy hiểm đối với những người tham gia kinh doanh. Và dấu hiệu số 5 đó chính là những công ty mà vận hành theo mô hình ôm hàng thì thường là không có tiền thưởng lãnh đạo hệ thống. Tôi nhấn mạnh là thường không có. Đấy. Và cái yếu tố số 6 là yếu tố cuối cùng, đó chính là với mỗi người tham gia kinh doanh thì cái tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư là cực kỳ quan trọng. Với những mô hình ôm hàng thì cái tỷ suất lợi nhuận trên số vốn đầu tư là cực thấp, tức là số tiền bạn bỏ ra nhiều nhưng lợi nhuận bạn thu về tính trên phần trăm là vô cùng ít. Các bạn có thể tự dùng máy tính để tính con số này. Đó là với mô hình ôm hàng. Và tôi xin được giới thiệu tiếp mô hình thứ hai, đó chính là mô hình tiêu dùng. Ở mô hình tiêu dùng thì có những cái dấu hiệu nhận biết như sau. Thứ nhất là đầu tư số vốn rất ít. Đầu tư ít tức là chỉ cần 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu là bạn có thể tham gia kinh doanh rồi. Và như vậy nó giảm thiểu tối đa cái sự rủi ro cho người tham gia kinh doanh. Và thứ hai, nó cũng sẽ đảm bảo được cái công việc kinh doanh sẽ được phát triển và mở rộng một cách nhanh nhất. Bởi vì số vốn ít thì sẽ có nhiều người có thể tham gia hợp tác kinh doanh cùng bạn. Ở yếu tố thứ hai, đó chính là chênh lệch giữa các tầng đại lý là rất lớn, có thể là 10, 20, 30%. Và tính ra có thể là mỗi một tầng đại lý lợi nhuận là 20, 30, 40, thậm chí 50.000 đồng. Đấy. Và nó tạo ra một cái động lực để người tham gia kinh doanh sẽ quyết tâm và nỗ lực hơn. Yếu tố số 3 đó chính là các tầng đại lý trong mô hình tiêu dùng là rất ít, chỉ 4 đến 5 tầng đại lý. Như vậy vừa đảm bảo hàng hóa sẽ được phân phối ra ngoài thị trường, vừa đảm bảo rằng các đại lý có thể chăm sóc lẫn nhau một cách tốt hơn. Yếu tố số 4 đó là mô hình tiêu dùng thì tiền thưởng lãnh đạo hàng tháng đều có dành cho những người chăm sóc cái đội nhóm và hệ thống của mình một cách tốt nhất. Và yếu tố số 5 đó là cái phần thưởng thi đua hàng tháng để các đại lý được nhận thưởng thì doanh số lại không cao. Đấy, tức là chúng ta thi đua với một doanh số vừa phải, chúng ta vẫn nhận được những tiền thưởng xứng đáng mà chúng ta nhận được. Và yếu tố thứ 6, yếu tố cuối cùng đó là tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư, tức là số tiền bạn bỏ ra và số lợi nhuận bạn thu về tính ra phần trăm đối với mô hình tiêu dùng thì là rất cao, 20, 30
40% xứng đáng để chúng ta đầu tư. Đó chính là những cái ưu điểm của mô hình tiêu dùng. Và qua cái phần chia sẻ của tôi vừa rồi, tôi tin rằng với những người thông minh như các bạn, chúng ta sẽ biết lựa chọn đâu là mô hình kinh doanh để chúng ta hợp tác phát triển lâu dài. Xin cảm ơn các bạn.